Vâng, cửa hàng Thanh Xuân Lúc Đỏ xin kính chào đến toàn thể các bác nha. Thì như các bác đã biết là trên thị trường thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ thấy hai dòng phổ biến, đó là một dòng chép kép kèn và chép giấy. Nhưng nó có một dòng chép nữa chúng ta công nghệ, nữa, đó là dòng chép của từ Philips và từ Neo. Thì có nhiều người hiện tại bây giờ vẫn đang bị nhầm lẫn, đó là mọi người cứ bảo là từ Neo nó sẽ chắc chắn là nó sẽ hay hơn. Cho nên là đi cắm đầu đi mua những đôi loa, những cái con tép rời, tấp rời gì ở ngoài bán thị trường ngoài các bác, thì mọi người hoàn toàn không hiểu rằng nó khác nhau. Thứ nhất, nên nói về công nghệ tép, chắc chắn là thằng Neo nó sẽ hay hơn, nó sẽ độ nhạy cao hơn, nó sẽ tích tách hơn, nó sáng hơn, nó đẹp hơn khá là nhiều so với từ Philips. Nhưng mọi người lại bỏ qua một cái điều khá quan trọng, không phải là cái từ Neo nào nó cũng hay cả, cái tép Neo nào nó cũng hay. Bởi vì hiện tại bây giờ các bác cứ đi mua ngoài thị trường là mua những đôi lo nhái và những cái tép nhái, thì nó sử dụng là con tép Neo đểu và chất lượng rất là kém. Cho nên nhiều người khi mua về xong vỡ mộng, bảo là không đúng như sự thật. Tại sao tép Neo tôi mua về nghe nó chói, nó rẻ, nó bị vỡ tiếng? Thì thực sự nó không phải điều đó. Nếu chúng ta mua một con tép Neo hàng xịn của loa xịn thì chắc chắn giá thành sẽ khá là cao. Cho nên là nhiều người thấy là loa Neo lúc nào giá cũng cao hơn loa bình thường rất là nhiều, đúng không ạ? Và nhiều người đi mua bảo là cái tự loa Neo, người ta quảng cáo bảo là loa Neo nó sẽ hay hơn. Thế là thay vì một con tép xịn, ví dụ như là một đôi loa tép tấp từ Philips đi, không phải 8 triệu thì các bác không lấy. Các bác đi mua một đôi loa Neo chẳng hạn tầm 7-8 triệu chẳng hạn. Đấy thì đương nhiên các bác sẽ mua được một đôi loa mới từ Neo thì giá thành nó sẽ rẻ bằng loa từ Philips. Thì đổi lại chắc chắn là cái dòng đó chất lượng nó không thể bằng đúng như Neo của những hàng chất lượng được. Cho nên là thay vì các bác cũng là Neo đấy, nhưng Neo đó là gọi là Neo hàng loại nhiều lắm rồi. Cho nên là cái chất lượng các bác nghe thực sự nghe rất là đau tai, nghe nó chói, nó bị vỡ xè rồi đủ kiểu cái đời ạ, nghe rất là buồn cười. Cho nên là ngày hôm nay thực sự là Neo thì các bác đã biết là dòng lo Neo thì cái độ nhạy của lo Neo cực kỳ cao luôn, và đặc biệt là nếu mà hát karaoke thì Neo nó đẳng cấp, nó cho ra cái độ mềm mại và nó sáng, nó rõ ràng, nó không bị vỡ, nốt cao thì rất là nhẹ nhàng, các bác rất là hay và trong trẻo. Thì ngay bây giờ đây em sẽ test cho mọi người nghe ngay lập tức. Đây là một đôi loa Neo luôn, bát Neo và tép Neo luôn. Bát Neo tép Neo đương nhiên là dòng loa Neo tiếng bát nó sẽ không để sâu như dòng loa từ Philips, nhưng đổi lại dòng loa Neo nó sẽ cho các bác những độ nhạy cực kỳ cao và tiếng cực kỳ sáng và đẹp. Và bây giờ các bác cùng nghe thử một đôi loa Neo hàng xịn của Patihao, chúng ta cùng nghe thử xem nó sẽ khác nhau với những đôi loa mà các bác mua Neo ở ngoài thị trường mà vài triệu đồng chúng ta mua, thì đương nhiên nó sẽ khác hoàn toàn các bác nha. Và bây giờ các bác cùng nghe. Hãy nghe chỉ cái chất tem tép nó các bác nha, em chưa vệ sinh đâu, loa này vừa ôm trong kho ra luôn. Đấy, các bác nghe tiếng tép của nó quy đã này.
các bác tôi vừa nghe qua một đoạn em cắt cái lò mặt tí hao này, thì các bác thấy là cái dòng lò neo nếu mà hàng chất lượng chính hãng thì bác sẽ thấy là cái tiếng tép của nó rất là nhuyễn, nó không bị chói. Mặc dù lò đồ nhạy nó khá là cao, đánh rất là sáng nhưng nó không hề bị chói đau tai giống như những đôi loa mà chất lượng kém, những đôi loa tép mà các bác mua rời ở ngoài ấy. Thì thực sự chất âm thanh hoàn toàn nó khác hoàn toàn luôn. Cho nên vì sao mà chúng ta cũng lưu ý không nên mặc định quá là chúng ta phải mua lo neo. Nếu trong cái giá tiền mà chúng ta có thể chi trả được thì chúng ta nên chọn những đôi loa phù hợp hơn, thay vì những đôi loa bắt buộc khi chúng ta dùng lo neo thì giá sẽ cao. Thì chúng ta ví dụ bây giờ khoảng không gian tầm 7-8 triệu, chúng ta thể mua những đôi loa từ Philips vẫn ok, chứ không bắt buộc phải là neo. Neo thà mua hàng xịn chứ không nên mua hàng nhái các bác ạ. Đấy, bây giờ nhiều người vẫn cứ bỏ ra một số tiền đó đi mua cái hàng, mấy cái hàng neo nhái, nào là mua mấy con tép tép neo rời này, hoặc là những đôi loa mới lắp tép neo họ quảng cáo nó là loa neo, thì đương nhiên là sẽ hay rất là nhiều, rất là cái nhiều cái gọi là hào hoa, một cái thảm hồng trước mặt các bác luôn. Nhưng khi các bác mua về hoàn toàn nó không thể nghe được, nó rất là hú rít, nó đau tai và nghe nó chói, nó rất là phè, rất là khó chịu của bác. Còn đối với những đôi loa hàng neo xịn ấy, thì đương nhiên chất lượng âm thanh nó đỉnh rồi, nó rất là sạch sẽ, nó sẽ không bị méo tiếng cho dù chúng ta có mở ở mức âm lượng cao bao nhiêu các bác nha. Đó là đẳng cấp. Đấy, và bây giờ trước mặt các bác đây là một đôi loa mà em đang bán thị trường, giá khá là tốt. Đấy, một đôi loa bắt neo tép neo của GT Patihouse, giá hiện tại đang là 13 triệu các bác nha. Và bác nào nếu tò mò về đôi loa này thì em mời các bác cùng xem về cái nội thất bên trong của đôi loa này luôn. Các bác cùng xem nó sẽ khác nhau. Hàng xịn nó sẽ khác với hàng Hưng In hoặc là những cái hàng mà chúng ta đông rát với nào các bác nhé. Mời cùng xem qua. Vâng, và đây là cái nội thất bên trong của dòng loa này các bác. Thực sự là một siêu phẩm luôn. Các bác nhìn cho em là tất cả đôi loa này nó sẽ là bát neo và tép neo. Cái đặc biệt của đôi loa này, tất cả khung sườn của dòng bát này, tất cả khung sườn đều được đúc bằng nhôm bác ạ. Đều đúc bằng nhôm hết luôn, chứ hoàn toàn không phải là bằng gang hoặc là bằng, chúng ta sẽ thấy là những bằng thép đấy. Thì tất cả cái khung này được làm bằng nhôm hết, và họ cũng không hề sơn phủ một cái gì hết, họ để màu luôn cái màu nhôm, cái màu nhôm nguyên thủy luôn đấy. Thì chất lượng nhôm của dòng loa này khá tốt, các bác để ý cho em, nếu một dòng loa mà sử dụng dòng nhôm kiếm chất lượng thì các bác sẽ thấy là trong kiểu không cần đến lâu đâu, chỉ vòng khoảng một tuần một tháng thôi thì những cái màu nhôm này nó sẽ bị xỉn ngay lập tức. Đấy, nó sẽ bị xỉn đổi màu điên thui luôn. Đấy, nhưng mà những dòng nhôm chất lượng họ làm chất lượng cao thì bạn sẽ thấy là màu nhôm nó vẫn bóng, nó vẫn khá là bóng, rất là đẹp. Đấy. Thì cái bát của dòng loa Patihouse này thì bạn sẽ thấy này, cái bát nó kiểu dáng khá là giống như dòng loa của JBL, nhìn rất là đẹp các bác, rất là đẹp đúng không ạ? Kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Neo đúc luôn các bác, có chắc chắn luôn. Cái chiều sâu của cái khung xương bát nó rất là sâu. Đấy, nó rất là sâu. Bây giờ đây này, những dòng loa neo đa số là nó sẽ là bát nông, nhưng mà đối với cái dòng của dòng loa này thực sự nó khá bất ngờ, một cái là bát nó khá là sâu. Điển hình chúng ta sẽ thấy đây. Đây. Đây chúng ta thấy này. Một cái bát rất là sâu đúng không ạ? Nó sâu hơn tất cả những dòng loa neo mà em đã từng bán, kể cả những dòng loa mà em bán rất là nhiều như là TB chẳng hạn, thì thực sự nó cũng không sâu được như thế này đâu. HZ cũng không được sâu như thế này. Đấy. Khá là đặc biệt, nó quá sâu luôn. Đấy, mà với những dòng loa sâu thì đương nhiên là cái chất âm bass nó sẽ có độ dày hơn, nó đầm ấm hơn. Mặc dù là đây là dòng loa neo các bác nhá. Thì loa này sử dụng là gân ba sóng, chất lượng màng là gia công thì nó quá tốt rồi. Chất lượng màng này là quá đỉnh luôn rồi. Sờ vào những ai là trong nghề chỉ cần lấy cái tay mít một phát thôi, biết ngay là chất lượng màng như thế nào. Gión loa độ rất là đều. Rất đẹp, độ máy bác, rất đẹp đúng không ạ? Phải nói tuyệt vời đẹp luôn. Tuyệt vời, phải nói tuyệt vời đẹp đấy. Quá đẳng cấp. Đấy. Một chiếc bát neo này nó quá là nhẹ bác, nó rất là nhẹ bác nhá. Tất cả được làm bằng nhôm hết, và dưới đây sẽ có một cái lớp đệm, đấy, đệm mút để chúng ta bảo vệ. Đấy, nhẹ. Đấy, keo zin hết nhá. Các bác nhìn này, từ cái keo zin đét 100% hết, zin đét 100%. Đấy, zin hết nhá. Có đẹp đúng không các bác? Quá chất luôn. Thì đây là thông số của bát này, các bác có thể thấy này, GT Patihouse. Đấy. Công suất của dòng này, công suất của nó là 300W, độ nhạy là 98 dB. Thì độ nhạy của con bát này lên tới 98 dB các bác nhá. Thì bác lưu ý em, nhưng độ nhạy khi có phân tần thì độ nhạy của loa này có thể lên tầm khoảng 99 dB. Thì các bác sẽ thấy là nó quá là cao. Đối với những dòng loa neo được cái độ nhạy nó rất là cao, cho nên các bác sẽ thấy là nó rất là dễ ghép, và đặc biệt là rất là đánh rất là dễ lên. Đấy. Và hát karaoke nó cũng sướng hơn so với những dòng loa thường. Nó khác biệt như vậy. Rất là đẹp.
chúng ta sẽ có đầu rắc cắm loa này ở trong đây. Nhìn nó giống, rất giống giống dòng JBL, rất đẹp không bác? Nhìn nó chất, những cái bát quá đẹp luôn. Đấy. Còn về cái tép mình đừng nhìn nó cũng dùng để tép neo luôn. Đấy, tép neo luôn và cũng là GT. Với cái mã tép của nó sẽ là 4408H1 mã IMEI. Thì dòng tép neo là chúng ta sẽ thấy giống như dòng tép neo của dòng những dòng loa MUF hoặc là những dòng loa các trên thị trường khá là đẹp. Đấy, dòng tép khá đẹp bác. Tép neo thì các bác ý là tép neo thì độ nhạy nó thường sẽ cao. Tép nó sẽ độ nhạy cao hơn tép hơn bát. Độ nhạy của tép thường thường sẽ là 110 decibel. Đấy, độ nhạy của tép này thường thường nó sẽ là 110 decibel với dòng tép neo mà khá là nhạy. Cho nên là các bác sẽ thấy là những dòng tép neo thì ta tiếng nó sẽ rất là sáng và đánh rất là nhuyễn, tinh tách luôn. So với những dòng tép thường thì tép neo nó sẽ độ nhạy cao hơn nhiều. Đấy, cao hơn khá là nhiều và hát nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Đấy. Chúng ta sẽ thấy là những đôi loa mà bắt như tép neo á, chúng ta sẽ thấy là hát thì nó nhẹ, sáng, tiếng đẹp, sạch sẽ, không loa vỡ tiếng. Đấy, tiếng rất là đẹp. Đấy. Nhưng mà đương nhiên là neo này nó sẽ bù lại một chút, nữa là dòng loa neo thì cái tiếng bắt chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không sâu giống như những dòng loa bắt thường. Đấy. Cho nên đối với những dòng loa neo bọn em luôn luôn khuyến cáo mọi người, khi đã dùng loa neo rồi chúng ta nên hỗ trợ thêm một chiếc súp thì thực sự nó là một cái hoàn hảo, nó là một cái đẳng cấp luôn, tuyệt vời luôn. Đấy. Cho nên là chúng ta nhiều người là cứ bảo là dùng loa neo tại sao nó tôi về nghe nó không được, tiếng bát nó không có sâu giống nó bắt thường. Thì đó là chúng các bác hoàn toàn là không kinh nghiệm. Đấy, bởi vì là neo thì nó sẽ cho ra những độ dãy bát thì tầm khoảng trên 50Hz trở lên. Nhưng đổi lại cái dãy cao nó thì rất là cao, lên tới có thể lên tới 21.000Hz. Đấy. Và đặc biệt là cái độ nhạy của loa neo nó rất là cao. Cho nên loa neo các bác sẽ thấy là nó sẽ tiếng nó sáng nhạy, rất là nhạy luôn và nó rất là hay. Đấy. Nhưng loa neo có một cái điều đặc biệt, đó là loa neo thì các bác sử dụng á, kể cả các bác khi đánh ở cường độ cao, đánh quá công suất thì loa neo hoàn toàn nó sẽ không bị biến dạng chất âm giống như loa bắt thường. Các bác hát to hay là đánh công suất căng thì nó vẫn sẽ không bị ngọng tiếng đi, không bị vỡ tiếng ra. Khi nào mà nó quá công suất quá nó không chịu được thì nó sẽ cháy thôi, chứ còn bảo mà nó vỡ nó ngọng tiếng thì nó sẽ không bị giống như dòng loa bắt thường. Và đặc biệt là cái từ tính của dòng loa neo thì nó sẽ không bị xuống nhiều, nó bị xuống các bác nha, giống như loa thường. Đấy, loa thường có thể là qua nếu mà đặc biệt là dòng loa nhái đi, cho loa nhái các bác thấy khoảng độ vài năm sau là từ tính gần như là nó hết rồi. Những dòng loa thường thì loa xịn thì nó sẽ lâu, loa thường xịn thì cũng vài chục năm cũng không được gì. Đấy, như chứ dòng loa mà loa đều giữa tiền thì cũng vài năm sau là từ tính gần như là nó tụt rất là nhiều các bác nhá. Thế dòng loa neo thì nó là hoàn toàn nó là không đỡ này, nó rất là ít, gần như là nó có giảm nhưng gần như là các bác có dùng có vài chục năm sau thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả, là rất là sướng ở điều đó. Còn về phân tần của dòng loa vật tư hao này có thể thấy thì phân tần của dòng loa này nó sẽ khác một chút so với những dòng loa khác. Đây em sẽ qua đèn cho mọi người xem kỹ hơn, sáng hơn. Nó sẽ có hai bóng, sử dụng tới hai bóng đèn bảo vệ tép, bảo vệ chúng ta hay gọi là dòng bóng này, bóng xạ tép, giống trên dòng loa bô. Đấy, dòng loa bô các bác nó sẽ có hai bóng này. Loa bô thì chỉ có một bóng thôi, nhưng mà đối với dòng loa này nó sử dụng tới hai bóng luôn. Thì các bác lưu ý cho em là những cái bóng này nó khi mà các bác không may sử dụng mà bị hú cái tép, đấy bị hú thì cái bóng này nó sẽ sáng lên. Hai bóng này nó sẽ sáng lên và nó xả tép để nó bảo vệ tép các bác nha, không bị tép, tép không bị cháy. Đấy. Và ngoài ra con này sử dụng là chúng ta là hai con cảm, một con cảm tép và một con cảm bát này, tụ vàng. Đấy, chở. Thực sự là nhìn cái phân tần nó rất là chất, chắc chắn giống phân tần của Maygo các bác. Đấy, cái kiểu gia công màu men màu cái màu fit của nó rất là giống luôn, rất đẹp đúng không ạ? Chất bông thì dày, bông tiêu âm thì bông thủy tinh rất là dày rồi, không bàn cãi rồi. Thì với chất lượng thực sự là gia công của dòng loa Party House này chúng ta có thể nói là một trong những dòng loa với độ gia công cao chuẩn chỉ luôn, rất là đẹp, chắc chắn các bác nha. Đấy. Thì với những đôi loa chất lượng như thế này, loa neo thực sự chúng ta lại biết là giá trên thị trường thì nó hoàn toàn không hề rẻ. Tất cả dòng loa neo mà tép neo thôi thường thường giá tầm trên chất lượng một chút thì có tầm trên chục triệu rồi, chứ chưa nói là bắt neo. Còn những dòng loa bắt neo, tép neo thì giá cái tầm khoảng mười mấy triệu đổ ngược, đúng không ạ? Giá khá là cao. Thì với thời điểm hiện tại bây giờ các bác biết là thời điểm này thì hàng hóa thì nó thật các bác là nó vô vàn khó khăn, nhưng mà giá cả cũng vô vàn khó khăn luôn. Nhưng mà hiện tại cửa hàng bên em phân phối cũng khá là tốt với những đôi loa này. Thì hiện tại đôi loa mà bắt neo, tép neo của thương hiệu Party House, hàng zin xịn đẹp hay cho mọi người, thì hiện tại cửa hàng em quan sát là tốt, giá chỉ 13 triệu đồng cho một đôi các bác nhé. 13 triệu đồng tính ra cái giá cũng mới bằng một đôi loa JD. Đúng rồi, đôi loa JD, một đôi loa bắt thường tập thường các bác. Thực sự là một cái giá rất tốt đúng không? Trên cái thời điểm hiện tại bây giờ. Đấy, thì những bác nào đang có nhu cầu những đôi loa chất lượng như thế này cũng liên hệ ngay cửa hàng bên em để chúng ta sở hữu ngay đôi loa này các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.